tưởng tượng thôi. Còn có cái vui gì đâu mà xem xuống gì đâu. Nhưng mà cái Hà Nội ngày đó nó còn mộc mạc hơn. Bây giờ nó xây dựng tùm lum hết. Đây đây nhà nhà em đến đây. Ở Tây là họ cứ đi này họ thích này. Cái này là cảnh này cảnh tụ Tây cứ thích cái cảnh này. À, nói Tây mà thích cái này. Tây nó thấy thấy Trung Quốc rồi. Vâng, nói Tây chứ bây giờ tỏ nào. Vâng. Chính Tây nó lại rất ngại đi cái xe người khác chở. Bởi vì họ nghĩ là bóc lột đấy. Mình đi sang bên kia cũng vậy. Mình có một cái ông người Nam Á, Bangladesh, lên Nepal, ông ấy kéo cái xe lôi mà. Mình ngồi sau thì mình cũng thấy hơi kiểu mình hơi kiểu cái tầng lớp dở hơi, bóc lột người ta. Chặn lòng lắm. À, thì chặn lòng thì thôi xuống luôn, xong rồi là chụp cái ảnh xong là đi taxi thôi. Trông nó như ông Cảnh. Thật đấy, em nói thật, em đã qua bên kia rồi mà. Bangladesh các thứ xong có cái xe nó hai cái giọng giống như cái xe bò kéo. Hay cả An Giang cũng vậy. Ở tỉnh An Giang cũng vậy. Là cái người lại ở đằng trước cơ. Cái người đằng trước. Người ở đằng trước mình ấy. Nó cho nên là trông nó rất là phản cảm. Mình ngồi ngay đằng sau người ta thì khổ sở chạy được trước. Thế là mình đem đi qua chụp luôn. Chờ. Thế là người ta trông gầy gò, thế mình thấy ngại quá. Đi xong anh Sơn nói thích thì kêu chiếc đi mà thôi. Ơi, ngồi lên thấy toàn là những cái người mà họ gầy còm, người già cả, họ kéo mình đỡ cho mình. Trông nó như kiểu bóc lột. Có một lần vào Nha Trang thì là bọn em cái đi với cả Tây thì là mình bảo ông xích lô ngồi lên bọn tôi đạp. Bọn tôi thích đạp quá mà ông ấy tưởng mình nói đùa. Thế sau cả Tây cả ta ngồi đạp cho ông ấy, ông cứ run run sợ. Thế ngồi cười. Mà đạp xích lô hay lắm anh. Hay lắm. À, hay lắm. Chân nó khỏe. Mấy anh ơi không muốn mà ngồi chụp hình thôi. Thank you. Nhà hát kịch. Vâng, tại thời Pháp đấy, cái hồi mà cái hồi chiến tranh ấy là nó bị đánh bom một chút. Nó đánh bom một chút thì là các ông định phá đi đi anh. Thế may mà sao mà nó không phá. Chứ vì nó không có tiền nó trùng tu ấy. Thế là đâm ra còn may. Đây này, những bom đạn nó phá gần hết, còn một số khẩu vẫn còn. Và sau nó sập sệ quá là nhà nước nó không có tiền ấy. Định phá hết luôn, kỉnh. Không, cái nhà nước ngày trước ấy, sau năm 1975, trước năm 73, 72 đánh bom ấy chị, nó có gì đâu. Cho nên là không đủ khả năng xây dựng lại. Cho nên là họ định phá luôn. Đây, những cái này là xây mới hết chứ, của thời Pháp là khác. Còn đây là cái chỗ mà nhà mình may com lê này. Đấy, com lê ở số 8-20. Đấy thì vừa rồi may cái bộ vest ở đám cưới bông đấy. Ở đây nhà này. Đẹp nhất luôn ạ. Dạ. Đi về thì nói bộ đấy. Chỉ có bộ không may đó. Mới may đấy, bởi vì là cái bộ cũ ấy mang ra thì để cho ông ấy nâng cái bộ mình nó to. Để cho kéo cái bộ ra một chút. Thì họ không làm được. Họ nhận ra là đồ của họ. Nhưng mà vì nó có cái thương hiệu của họ đó. Nhưng mà cái vải nó hết rồi. Thế là bảo thôi thế gì thì phải may bộ mới. Thế là may luôn hai cái quần. Lần này mình rút kinh nghiệm mình may hai quần. Cái quần nó nhanh hư hơn cái áo mà. Dạ, đúng rồi. Một bộ ở đây người ta đóng là tiền vải với tiền công là cái bộ đấy của em là 9 triệu rưỡi. Còn có nhiều bộ nó đắt hơn, mắc hơn chứ. Nhưng mà hai quần. Hai quần. 9 triệu rưỡi sẽ đi hết đó. Mấy chỗ thường thường nó đóng 7 triệu. Wow. Bây giờ phần lớn nó com lê nó là cái may sẵn. Cũng nhiều lắm. Nó hạ chứ ngày xưa là cứ gần Tết ấy mà gần Tết mà mới có tiền ấy. Mới đi may ấy là muộn là người ta không nhận hàng đâu. Những cái hàng này nó cũng
không nhận. Phú Hưng hay những cái nhà lớn này nó không nhận. Nhưng mà thường á là mà nó nhận thì cũng rất đắt. Hà Nội á người ta mặc đồ vét nhiều hơn. Ở Việt Nam thì ít mặc đồ vét hơn. Bây giờ đỡ rồi, bây giờ đỡ rồi. Bây giờ Hà Nội nó cũng không có mặc nữa đâu chị. Quần bò biết hết, nó đơn giản, nó không như xưa. Xưa thời các cụ cơ. Ăn thì nhiều khi bản thân mình ăn cũng không có đâu. Nhưng mà lại vẫn cứ con lê cả là vạt đầy đủ. Thế thôi. Đấy. Ngày xưa cái hình thức nó nhiều lắm. Chứ nó không như bây giờ. Bây giờ thì nó thực tế hơn. Hồi hồi mới ra lần đầu á, thấy người ta mặc toàn là đồ vest, tưởng đó là công nhân viên chức không, té ra là cậu nói không, đó là CEO mấy. Bây giờ thì nó có một cái hay như này, cái anh lái xe ở cơ quan vậy, nhiều anh lái xe thì rất hay vậy, công lên cả là bạn. Cái ông sếp thì toàn quần bò với quần áo phông. Đấy, cái ông lái xe thì lại cứ toàn là công lên cả là bạn. Thế nhưng mà cái ông sếp thì lấy quần bò không? Rất là hay. Kỳ ghê. Kỳ ghê. Tức là người ta đang cần cái mà người ta đang chưa có. Đúng rồi. Người ta thể hiện cái thật sự bây giờ cái niềm mơ ước bây giờ nha bạn. Bây giờ thí dụ đến một cái tuổi nào đó, thí dụ bây giờ cậu cá tuổi rồi, thỉnh thoảng cậu về cái khu vườn của cậu ở trên nào đó, Yên Bái, Hưng Yên gì là cậu thấy cái đầu óc cậu nó nhẹ nhõm. Vâng. Cái vườn nó ở đâu hả cậu? Nó ở Yên Thế của tỉnh Bắc Giang, nó cách đây khoảng tiếng rưỡi. Đi ô tô này tiếng rưỡi. Lần sau á thì tinh, lúc nào mà còn... mà rảnh rỗi á là cậu mà có thời gian á thì ra đi mà trên đấy cô đang định giữ các định, mọi người thì bảo là bán đi. Ôi, thế nhưng tình hình không khí Hà Nội nó không được tốt, thế khi lại giữ lại. Nhưng mà thấy mấy cái công trình nhà sàn hay xếp đồ cậu làm trên đó nó vâng, kiên cố mà. Nhà sàn rộng hơn cả nhà sàn Bắc Hồ đây chứ. Thật mà nhà thật sàn đẹp đẹp hơn mà rộng. Với lại mình thiết kế rồi các thứ nó nhiều kỷ niệm đấy rồi. Ôi, là Dung ở đó, ai trông coi ở trên đó có một cái hai người vợ chồng ở đó cũng bằng tầm tuổi mình thì cái thời mà Dung bị ốm ấy thì họ đến họ ngủ cùng, họ chăm sóc, bởi vì là em là toàn phải cứ sáng 6:30 là em phi từ đấy về đây làm việc 9 giờ, sếp đồng ý cho làm việc 9 giờ, thế là 5:30 là mình lại phi lên đấy. Thế là vâng, đi hai vợ chồng ở đấy, còn Phúc Bông nó coi cái nhà đây, hai đứa là ở đây, ngày thứ bảy chủ nhật thì mình ở đấy luôn. Hồi xưa thì là hơn năm ngày, mà như thế mấy ngày cuối đời của vâng, Dung là ở đó mà thấy ở đó không vâng? Vâng vâng, toàn bộ ở đó luôn. Với lại nó cũng tránh được cái là bạn bè thứ đến thăm hỏi rồi họ hàng rồi cứ ngồi kể chuyện kể trước mệt lắm. Đúng rồi. Nó rất thật như thế. Đúng rồi. Xong mình lại phải tua lại, xong lại vừa đi Singapore về cũng lại kể lại, mà không kể thì là cũng dở, thế là đâm mệt quá. Nên đấy là thôi, ai muốn lên thì là đi rất xa, nên là không đi được nữa. Hạn chế bớt. Thế mà trên nó yên tĩnh là lên bắt đầu là trồng cây các thứ rồi nuôi cái con chó trước, thế là nó vui vẻ. Ủa, cậu có mấy con chó mà cậu cho nó ngồi trên xe rồi giờ nó ở đâu? Vâng, nó cũng đang ở một cái nhà khác nữa. À, chị hỏi mấy con mèo gì đó. Vâng.